Xin chào quý thư mến, hiện tại thì em cái bí thư Già đang ở con đường đi vào nhà của hai bố con em Già. Mấy hôm nay thời tiết rất là nám, rất là đẹp. Nhưng mà hôm nay anh em mình vào đây xem nào hai bố con em Già đang làm cái gì. Đi, đi vào bên trong đi. Hôm trước thì cũng có lấy cái phần quà của cô bác vào đấy thì nghe em Già kể ra là đây nguồn nước cũng rất là khó khăn. Vâng, như là thiếu nước ấy. Thưa anh là vừa rồi thì em Già cũng bảo là cái bạc trước mình quay để dự trữ nước ấy, mấy ngày nay là cũng mưa. Cho nên là thợ chưa vào thì khả năng là mấy bữa thợ vào thì em Già tiếp tục chở nước, nhưng mà không biết có đi chở ở đâu ấy. Vâng, đây bố. Đây này, nước tức là quần áo của bố con em Già hay là của mẹ sao nhỉ? Đây, một đây phần này. Là cũng là quần áo của em Già sao ạ? Cái quần áo này là quần áo của cô bác gửi lên này. Đây cô bác nhá, thực sự là đây bà con mình dù có móc cũng phải có cái dây, hoặc là mình can ra một cái dây này, lấy cái cây tre gì ấy để có móc để phơ ra. Vâng. Nếu mà không có thì mình toàn phơ ra cái tảng đá này hoặc là cái cây như thế này đây này. Phơ ra đây rất là nhiều. Phơ như thế này thì ví dụ mà có cái con sâu gì nó ở qua này, không may mình bạt vào cũng rất là ngứa. Đây rất là bẩn luôn. Ui dồi, đây này. Quần áo mình giặt sạch ra xong rồi phơ đây ra, một lúc dòng gió nó vào đây kiểu như bẩn hết rồi đây. Mấy cái mũ này quần áo là của bố con em Già sao nhỉ? Đúng rồi. Bây giờ anh em sẽ đi vào bên trong. Nếu hôm nay thì em cái em có gọi điện cho anh em đội thợ ấy, thì anh em đội thợ là vẫn có công trình bên trên đấy, vẫn chưa vào được, bảo là chắc mấy hôm mới vào được thôi. Nhà mẹ em Già đóng cửa hết rồi, mình sẽ đi xuống dưới xem nào. Mẹ em Già là thường là mình vào không hay ở nhà anh nhỉ? Ít khi ở nhà lắm. Bé em vào nhiều lần rồi mà. Mẹ em Già thì hay bé con cũng như đi vào bên trong đấy. Đứa con, đú con thì hay đi chơi ấy. Vâng. Đây quần áo của hai bố con cũng có phơi đầy đấy này. Ở bên ngoài trời ấy. Cứ thấy phơi quần áo là em lại nhớ đấy một điều là một tháng mới giặt, ba tháng mới giặt một lần này. Vào bên trong đi. Em Già ơi. Chào anh nhá. Chào em. Đang làm gì ấy? Đã té ngô. Té ngô à? Đã té ngô á? Vâng, hôm nay mình không có gram à. Nhưng mà gạo kiếm được vừa rồi cô bác gửi tiền ấy, anh em mình mua vào đâu? Hết rồi, còn một ít để cho con hả? Tức là gạo vẫn còn nhưng mà còn ít thì để lại cho con thì mình cứ té ngô xong rồi nghiệt ra mình nấu mình mén à? Vâng ạ. Để nhá. Thế nấu cơm mì mén hay là nghiệt ra mình nấu cháo mì mén? Nấu cơm mì mén. Nấu cơm mì mén à? Cơm mì mén. Tức là làm mì mén cái ạ. Mất mùa, hôm nay ngô bé quá anh ạ. Không chỉ riêng nhà em Già mà thưa cô bác là cậu cả nhà anh cái và cả nhà cháu Già cũng vậy. Ngô rất là bé. Thế bây giờ lúc mà anh đến chị đến không thấy mẹ với con đi đâu à? Mẹ với con đi chơi ạ. Mẹ lại bé con kiểu cũng có đi chơi rồi á. Mẹ bảo là cô ở nhà cô số ngày khóc của mẹ đưa đi. Mẹ đưa đi chơi. Thế cũng được mà. Thế không lấy ghế ngồi sao mà cứ ngồi giữa đất luôn hay sao? Ghế của mẹ bảo là của mẹ mang trên xe kia. Thì không có cái gì. Thế là mình cái ghế gỗ đấy là mẹ lấy đấy, bên trên đấy à? Vâng. Đi. Hôm nay vào đấy thì em ra tế ngô kiểu như là cái là cái ngô này ít quá sao đủ ăn được nhỉ. Nếu mà không có cầu nối với mình thì quân giúp đỡ thì khổ lắm. Thì em ra đang tế ngô để thì nó nghiệt ra. Chị Thơ bảo đây, em Già ơi là sao mà cơ ít như thế này mà ăn mà đủ nhỉ? Sau thì không đủ thì chết người thôi. Trưởng thôn không nói thế á? Vâng. Thế anh trưởng thôn có không xin xem ông anh trưởng thôn có giúp được phần nào không? Anh trưởng thôn? Nó không có điểm, nó bảo mẹ kia nhưng mà không giúp được cái gì đâu. Không giúp được à? Vâng. Kiểu như là mình xin anh trưởng thôn xong là trưởng thôn trồng vụ đầu đấy thì mình làm vụ hai đất rồi. Của nhà anh ấy. Đất mì thì mình vẫn đến được. Em Già, mấy hôm nay ấy, thời tiết tức là trời nắng rất là đẹp. Hôm nay anh em mình tiếp tục vào đây xem là đội thợ có vào làm nhà của cháu Trà không, nhưng mà có liên hệ cũng không vào ấy. Tôi vào đây thăm hai bố con em mấy hôm nay trời nắng, không biết là mì đi làm cái gì. Hôm nay em á? Đó. Em đi trốn nào á?
vừa mới đi bấy chim về á? Thế chim mình làm lấy cái gì để đi bấy? Thôi có rễ chua. Lấy cái tảng đá xong mình đi đạp đấy xong mình bấy chim á? Em già nó thế thì em cái cũng hiểu rồi cô bác ạ. Giống như cái đợt mà em hờ ấy, đưa cả em xử kiểu như là mình không có cái gì ăn thì là xong đi đặt cái tảng đá này hoặc là đi mua cái bẫy chuột ở bên chợ ấy. Đúng cái bẫy sáp người ta đặt ở cái vị trí ấy, mấy con chi này, cái con chuột ở bên trên rừng ấy, kiếm được cái con gì để ăn cái đấy. Thế em bẫy được không? Sáng nay em kết được 2 con nhưng mà con của em ăn hết là con đồ quá, nó khóc quá. À, tức là bẫy lấy được 2 con rồi á? Vâng. Con chi hay con chuột? Con chi. Chim á? Vâng. Con chim gì à? Chim chạm màu hay là chim gì? Cho tí là cho chị à? Chim xẻo à? Cho chân hả? Nó ư này. À, cái loại chim đấy là kiểu chim cúc. Chim, không phải chim cúc hay là kiểu chim kiểu gì? Dạng như thế. À, em ra bảo là con cũng sáng nay cũng bấy được 2 con, lấy về cho con ăn hết rồi. Thì không có cái gì ấy, kiểu như là mình cũng không có tiền để đi mua thịt cho con thì chắc cũng tính ra là đi đặt cái đấy để bấy. Mùa đông này thì cũng hay có chim mà. Đúng rồi. Chim chà màu, chim sẻ, kiểu như là các loại chim ấy, mình nhốt lửa một tí xong mình đặt cái tảng đá này hoặc là cái bấy đấy nó hay vào đấy là. Lại đi chăn dê thì không có gì làm thì cũng đi bài chim cho con. Muốn cho bên chỗ. Em đưa anh em đi xem à? Thế đi. Nhưng mà cái này tí nó tối về mới nhiệt à hay là nào? Tối đó. À nhiệt vào cái máy sát cái máy lu. Thế ăn cơm xong đấy thì. Cái lu á? À, cái lu hồi trước ở trên này không? À cái lu ở bên trên nhà em Phương đấy á. Vâng ạ. Mùi rồi đấy, để rồi rổ là chị chỉ nè. Rồi, rất tẻ bé. Rất tẻ lu đá. Em già bảo là hôm nay em sáng nay vừa đi bấy được 2 con ấy, về lấy cho con ăn hết rồi. Đưa anh em đi xem rồi nhá. Thì bây giờ liệu chim nó có vào bái không? Được. Sáng nay vừa mới bấy được 2 con phải không? Vâng. Thế tốt rồi. À, có về nhỏ lông này. Đúng. À, đây à? Cái loại chim cái như lông này giống như cái chà màu hay sao ấy nhỉ? Đĩa nè, đĩa 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 hả? Nói chị đĩa bao bây giờ đĩa ấy đĩa chà màu cũng có hai loại chà màu. Em đặt đâu ít nữa thì thằng nó về. Ôi, chú chả xin cho bé xuống. À đây, hôm nay hai anh em mình vào đây thì anh em bị thứ già. Em già bảo là mùa này mình cũng đi chăm dê này, đi lấy củ về. Không có cái gì ăn thì tự kiểu như dạ là sinh tồn ấy. Đi kiếm thôi. Tôi làm ở thô bốc kìa chú. Em lấy cái hàng ngô để đi bấy chuột trên rừng phải không? Vâng. Như cái con chuột thì kiểu như con sóc ấy, như con sóc ở trên đá phải không? Vâng. Một chuột gì à? Đấy là con sóc, mình có thể không gọi là chuột mà sóc ấy. Như con sóc đấy. Thế được. Chân nào xô rồi hả? Chân nào xô rồi. Mua không? Mua đâu. Không, cái mùa này thì em cái thấy là nếu mà rảnh nữa thì còn vẫn sinh tồn kiểu như là đi vào rừng ấy. Đi kiếm thêm miếng ăn. Vì bà con mình vùng cao này ấy, thì không có tiền để mua thịt đấy. Đâu? Không nghĩa là? Đạt đâu? Tự đi lạc đạt rồi. Nhưng mà em đạt sang cũng có. Có bài không? Ồ! Kiểu này. Mà chứ mà. Em lấy cái con mua gì không? Mua à chị chú hả? Mua chị thiếu. Phải chứ, mua cá để chú hả? Mình cho nó cá để tảng. Hả? Cái tảng đá ở đây nhá. Kiểu như em già đặt ở vị trí này xong có cái con mồ kiểu như mình lấy cái con đấy là mồ câu ấy. Thế chú mà. À, em già đặt ở vị trí này thì cái tính ra là chắc chú là. Mà nó đấy. Ôi. Sợ phải để ý nhá. Tai nhá. Thì mình tự dưng đặt cái tảng đá như thế. Cô bác có biết có nhớ không, em cái nhớ lại cái đợt mà đi vào nhà em hờ ấy, rủ đưa cả em sử ấy đi bấy chim ở rừng, đi đặt cái tảng đá xong cái lấy cây này trống như thế này nhá, lấy cái con sâu ấy kiểu như là cái mồ câu.
Thế em đặt mấy cái này như thế này? Ủa, chở trống rồi? Hai ba cái. Hai ba cái ở đâu? Chở trống. Chở trống ở bên trong bể đấy. Ở trong bể đấy. Chứ như cái này thì em già tính ra là mình không có tiền để mua thịt cho con ấy. Thì mình đi kiến ở trên rừng. Được cái gì thì rau cũng tốt rồi anh em nhỉ. Tỉa được rồi ấy. Con nước á. Không có ai vào tớ nhưng mà cái này to rồi anh trai. Ăn lẩu thì tuyệt vời luôn. Thiệt ha, giờ tính được. Em già anh ạ. Như cái mình đạt cái bẫy về con chim con sóc ấy, thì nếu mình phải biết cách để đặt ra thì mới bẫy được. Nếu mà mình mà ngựa không biết đặt cái chỗ vị trí ấy, thật ra thì dù mình đặt trong đấy một tuần cũng không bẫy được con nào. Sao sao? Đúng rồi đi. Đặt đấy à? Đi. Cô bác nhá, có cái này. Em già đang đặt có con này cái mồ câu đấy. Mình đặt như thế này có con chi xẻo cái chờ màu ấy không? Ừ. Thấy thì cũng nhại vào đây xong rồi đang cán cái mồ câu. Nhại vào thì thấy từ cái chỗ này chấm chán xong rồi nhại vào đấy thấy cái mồ câu đấy xong rồi nhại vào đây không? Vâng ạ. Cái đá bé quá giả. Ừ. Bé như thế này được có to ấy. À. Được có to. Đặt cái bé thì được có to đây nhá. Vâng. Thử thêm đi nhá. Cô bác ạ, bây giờ mình tính ra là giống như con chi nó nhảy vào đây nhá. Xong bắt đầu lấy cái con mồ câu bên dưới này, đây như thế này. Đây xuống thế này. Đây. Cách đặt như thế này những người phải biết chọn cái vị trí. Đúng rồi. Mình phải chọn cái hướng vị trí mà cái chỗ nào có cây này, có dân đấy phải không? Đặt ra nhìn thì cũng đơn giản nhưng mà thực sự là mình phải người biết đặt. Phải biết làm. Đây cẩn thận. Kẹt ra thì không ổn. Thế em bảo là có cái nào nữa không? Còn em hai cái kem mà nhưng mà chuột thôi. À, bẫy chuột, bẫy sóc phải không? Vâng. Bẫy như con sóc. Đúng rồi, bẫy con sóc. Như cái hai cái kia mình có dùng tảng đá hay dùng cái gì? Dùng tảng đá to. Tảng đá to á? Vâng. Thế đưa anh em đi xem nhỉ? Vâng. Không lấy cái thân lo à? Ô, em đây. Nhỏ nước bột à? Nhỏ nước bột như thế này làm như, ví dụ là như thế nào? À? Vâng, thì khá nhỏ được đấy mà. À, một cái quan niệm kiểu như em ra bảo là mình đi xem qua rồi mình phải nhỏ nút bột thì sao lúc đó kiểu như là không có cái mình mới bẫy được không? Thôi thì anh mình đi lên trên đấy này. Hôm nay thì hai anh em mình bí thư già với em cái vào đi thăm hai mua con em già ấy thì được em già đưa hai anh em mình đi kiểu như là học họ cái nghiện. Em già cách tự đi vào rừng được thế nào? Kiểu dạng như là chúng tôi đấy. Thật ra mình đi vào rừng mình phải có cái hướng kiểu như cách để kiếm đi cách ra để bấy chim bấy chuột đấy. Đây có chim mất nó chúng mất nó dân tộc em nào ơi có chim có rau này rồi là có con nữa cần vợ không? Không cần à? Thế em bảo là em đạt hay cái chú bấy đang ở đâu có lỗ đâu đấy vẻ cho phải đến đâu vậy mình chơi chú không vẻ thao thì chỉ có phải đấy có chỗ phải chỗ nào nữa chỗ nào nào so nữa hay không nào so mà đấy là so hay là so á con sóc em ra bảo bấy ở bên đặt bên chi đi cũng tản đang bấy được mà con sóc ấy đấy đúng không giờ cách để mùa này mùa đông này thì bí thư dạ mùa đông này có cái con chim này con sóc ấy đúng rồi nó không có cái mùa này là không có gì ăn thế mà con này nó to có cửa chứ cá liều ông ấy bố cũng xả thế ạ. Cái chân nó cái này nó bắt cửa đá rồi. Tức là cách để đặt như thế này mình cũng học khó. Mình bấy con sóc ấy thì cũng phải đặt cái lỗ mồ câu nó khác. Con chim thì mình có thể lấy cái con sâu này. Lấy cái khác để cái mồ câu nó khác ấy. Như em già bảo là em già bấy con sóc thì em già lấy cái hạt ngô. Đi. Hoa linh già này cũng là nhiều. Nhiều kế thật đấy. Không mình bái bằng được con chuột con sóc con chuột. Ủa cái hố của dê nhà em ta. Thấy nguy hiểm không? Đâu con gì hả? 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 Họ có dê hả? Ủa. Mình đặt cái chỗ bái con sóc ạ. Chỗ này nó có cửa đâu. Thôi mà tỏ mà. Đấy chúa. Ủa chúa. Được.
ở dưới hố này nhá. Ở đây là khe, không phải là ở dưới khe 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 này. Cái cổ. Đây là rất là tố đây các bác. Thôi đu. Đúng rồi, em già bái con sóc thì mình phải đặt cái chú ẩm này kiểu như là nó tố thế này. Ờ, em lấy hạt ngô à? Mà có nhiều nà số. Than thì máy là nà số á. Chú này bấy được một con sóc nhá. Không phải con chuột mà con sóc. Chú sóc này mà máy là nà chuột. À. Đây này. Bây giờ em già còn để cái mồ câu như đặt hạt ngô ở đây ạ. Ồ. Nhưng mà cái chú này em anh hỏi em là mình làm thế này đi ban ngày thì được nhưng mà tầm tối mình có dán vào đây không? Có không dán vào. Sợ ma. Sợ ma có ma đâu. Ở đây là có ma. Một cái khe. Con đi mổ. Rất là hả? Đây à? Con đi mổ là. Mổ mà không? Thế chưa? Em già thì à? À. Đặt đấy à. Đấy, vẫn có hàng ngô à? Một cái tản đa rất là to nhỉ. Mình bấy chim thì nó khác mà bấy chuột thì bấy con sóc nó khác. Chuột có ăn ngô không? Hả? Chuột ăn ngô không? Có. Đây con sóc, con sóc cái mùa này kiểu như mình không trồng ngô ấy. Vâng. Thì em già hay đặt cái chỗ ẩm này kiểu như cái khe này hoặc là có đá chỗ này có cái khe ấy. Đây này. Ủa, em còn lấy cái này để che vào đấy à? Ừ, mỗi ngõ này còn bao có ra. À, rất nhiều cách để không để cho con sóc nó cho nên là họ tệ hát thì ta à không chỉ ta mái tụi mái là chưa nè mà nàn chưa rồi bấy đường con sóc rồi bấy đường con sóc thế được rồi nên mà na mà chỉ mà có chỉ mà na không không phải đâu ngủ chơi chút mà na mà na thì không mà na hả cô bác nhá, hôm nay hai người mình vào đấy thì cũng hơi tò mò kiểu như là muốn biết em già mấy hôm nay để làm cái gì nhưng mà em bảo là em cũng đi sinh tồn đấy tự đi kiếm ăn để nuôi hai bố con. Thế em già mình còn đặt cái bẫy nào nữa không? Ở dưới thăm một số nào. À vẫn có đặt cái bẫy ở bên trên đấy à? Cái bẫy đấy là chỗ này máy ở dưới sinh bộ chỗ sinh bộ thợ nhưng gà nó đó bò. Cái bẫy ở bên trên đấy là em già không đặt cái tảng đá mà lấy cái bẫy sắt người ta bán được đến chợ ấy. Kia sau mình cứ đặt xong vừa bấy được chim mà vừa bấy được con sóc. Em già thì có nhiều kế kiểu như là để kiến ăn. Bây giờ hôm nay em cái muốn mà cùng em già kia đi học hỏi về cách để mình đi vào rừng ấy. Thế này à? Ố đặt sản đá hay cái gì ấy? Hai chị ạ? À, đây cũng có cái thép ly nhá, cái thép ly đây này, đặt bột ở đây. Xong rồi cái bẫy này là cái ở với trận phi à? Nhưng mà em đặt đây là muốn định dự kiến để mình bấy cái con chim gì? À, xếp bộ à. Con chim đấy là có thể bái được con chim trầm màu này, cái chim rất nhiều loại chim. Để không biết là có con chim gì đây, đi thử xem này nhá, các bác ạ. Đây. Cái này à? Đây. Em làm thế này kiểu như là có con chi nó đặt nó vào rừng ở chỗ vị trí này không biết vào không? Cái này mình đi mượn về hay là mình đi mua ở chợ về? Đi mượn à? Vâng. Đây, em già chọn cái cách vị trí đây rất là thoáng, kiểu như có con chi nó bay về xong nó dừng đây. Xong rồi về kiến cái ăn ấy. Mô à, cho nên là mua cái cỏ cắt ra chỉ tô. À. Thế cái chỗ này bế được con nào chưa? Con này mà đó ở xin bố. Được mấy hai con à? Nó tổ hấu đúng không? Ồ, đi. Thế? Đi. Đang có con chim này này. Con chim chích cái xe ra nhỉ? Hay là chim sẻ? À, cục lạ chứ. Lạ là hơi có ở chứ. Tả, lạ mà theo thì... Tên này là chim nhỉ? Chim bao đi à? Con chim hót là chim gì? Hôm nay em già lắm thế này kiểu như con chi nó vào đấy là cũng không biết là mình đặt cái bẫy ở đây không là cứ dừng nó về rừng đấy được đặt vị trí này rất là thoáng. Thôi hôm nay thì hai người mình vào đấy biết này. Em già đây này. Cái chỗ vị trí bên dưới này còn là đá ở bên lương ở bên tích bên dưới này có ủ bên này
ở bên dưới này nữa. Ở bên dưới em già cũng đặt, nó cũng cách xa mua cái chú bấy, mình cũng phải đặt cách xa tầm khoảng tầm chục mét ấy. Mình cũng không thể đặt gần nhau được. Đi qua đường, đi lên trên này à? Đi trên này vào nhà đấy. Thế bây giờ hai bố con mình cứ thỉnh thoảng là sáng nào thì đi kiến được cái bữa thịt rồi. Trên được view anh nhỉ? Mình vào đến đây thì thực sự là cũng nghe em già kể ra là sáng nay cũng kiếm được một ít thịt để hai bố con sáng sớm cũng có bữa thịt để ăn. Thực sự là mình cũng không đi làm thuê được ấy, không có đồng tiền để mua cân thịt phải không? Vâng. Thì mình chịu khó kiểu như là đi đặt cái bẫy, đi kiếm được cái con sóc hoặc là con chuột, con chim ở trên rừng để về cho con được cái bữa nào hay bữa đấy thôi phải không? Vâng ạ. Cái chỗ này cũng rất là thoáng, kiểu như vị trí ở đây này, em giạt nó đặt nó cái chỗ bẫy nó khác nhau nhá. Kiểu như mình đặt cái chỗ bẫy chim thì nó có thể ở thấp một tí, ở chỗ nào có cái khe này, kiểu như cái gốc cây này để cho con chim nó vào hay rừng. Còn mình bấy con sóc thì mình phải đặt cái chỗ nào khe đá, cái chỗ nào ẩm một tí, phải không? Vâng. Thôi, bây giờ thỉnh thoảng mình đặt ở xung quanh này, cái mùa đông này á, thì anh thấy hay có con sóc, con chim mà, phải không? Vâng. Kiếm được cái bữa nào, con nào hay con đấy? Bữa nào anh vào đây thì có con to to thì để cho anh. Để lại cho anh á? Vâng. Thôi, anh biết là lúc nào em kiếm được nhiều con thì xong lúc nào thì anh em mình vào đi làm một bữa được. Vâng. Làm một bữa cùng hai bố con đấy. Vâng. Đi qua đường nào? Đi qua xuống dưới đây. Từ đây đi cũng chắc gần nhà bác ở cái trại này. Ồ, đây cũng có trồng mấy gừng đấy phải không? Vâng. Nhưng mà gừng này không tốt rau lắm. Đúng, có mấy rau đấy. Đến đây. Ra trồng cái gì chứ đi? Vải à? Tốt vải đấy. Ra quả chưa? Ra. Chưa ra. Phải không? Hai cây phải không? Cái vải này vải ở dưới xuông hay là vải ở mình ở vùng cao nhỉ? Vải lên tao á. Đỉnh và con này. Cho chị trí là đã uống nổi bếp cho đi. Bếp cho nhiều. Bếp hả? Những cái vải vùng cao mình thì nó phải to to đây là nó lớn. Đây là vải ta vải rừng. Vâng. Đây. Có bác, đây là nhà cửa của nhà bác cháu trả đây. Nhà cửa của bác cháu trả đặt ở trên đỉnh luôn, rất là thoáng. Cái mùa hè thì rất mát mẻ, nhưng mà không biết là mùa đông. Xe đồ của đồ thờ đó nhỉ? Đồ anh đồ thờ để đây à? Đây. Cái nhà này là hiện tại thì em có thì vẫn chưa vợ con thì cũng làm đấy, chứ là vì không có tiền chỉ để hỗ trợ ấy. Đồ đạc của bác thợ anh em cũng bình ga bếp ga cũng để đây hết. Ôi em ra đây chú ngủ đó. Cái chỗ ngủ này sao mà ấy đây, cái hai phản phải không? Chỗ ngủ này vẫn là của anh em thợ á? À, của anh em là thợ. Cái này đông thì phải kem hai ba phản ạ. Vâng. Đây là cái nhà này là mình chỉ làm chỗ ngủ thôi, chưa ở nhé các bác ạ. Em Pó thì vẫn đang còn trẻ, chứ chưa có vợ. Bác thì của cháu Trả vẫn đi làm. Bà con mình ở đây trước khi là mình phải có vợ con ấy. Thì mình vào đây để kinh tế mới ở được cơ. Dạ, hôm nay thì em cái với Bí Già cũng vào đây cùng em Già đi vào thăm thì khám phá. Mình biết là em Già cũng có cách để sinh tồn, để đi kiếm cái miếng ăn để trên rừng. Cũng có cái nhiều cách, nhiều trò ấy không? Thực sự là mình muốn đạt được cái kiếm được cái bữa ăn ở trên rừng ấy thì mình phải có cái hướng kiểu như là mình biết cách để đạt ra. Đạt ra thì mới được. Cháu Trả ngay đi học rồi phải không? Nhà cũ của bác cháu trả đây. Nhà về nó không ai ở nhà đâu. Thôi mình đi về thôi nhỉ. Không ai ở nhà hết rồi. Chắc đi đâu rồi. Bây giờ anh em mình vào. Thôi em ra. Anh vào đấy thang mà hai bố con em thế thôi. Thì cố gắng thôi. Mình thực sự là biết là khó khăn rồi. Cái gì mình làm được thì mình cứ tự làm. Mình cũng không phải là trông chờ đi lại kiểu như là cô bác hỗ trợ. Biết là cô bác cũng đã hỗ trợ cái khoản tiền gần đủ làm nhà rồi. Nhưng mà thôi về cái bữa cơm ấy, kiểu như bữa thịt thấy không? Mình có cái gì thì ăn đấy thì mình tự đi kiếm ở bên rừng ấy. Mình là người lớn rồi không vấn đề gì, nhưng mà ví dụ con ấy, con còn nhỏ thì con cũng thèm thịt ấy. Như lúc nãy em già nói ấy, thì cơm nhường lại cho con. Em già thì bóc những cái ngô để lại để làm mấy mén bữa chính cho bạn thân.
Thì cô bác hôm nay hai anh em mình vào thăm hai bố con em ra là biết về cái tình hình kể như hiện tại cuộc sống của hai bố con. Lúc anh em mình cũng không vào thì em già tự đi vào rừng để kiếm thêm cái bữa thịt để cho hai bố con ấy có cái miếng ăn nhé cô bác ạ. Chắc bây giờ em cái với bí thư đoàn cũng đi về thôi, thì em cái cũng xin phép dừng video tại đây ạ. Xin chào quý khán giả ở video tiếp theo.